Hôm nay chúng ta sẽ nói đến với cái ác tròn xác Với cái ác tròn xác này sau khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ The New War Thì các bạn sẽ có nhiệm vụ hàng tuần là ác tròn hăn là những cái con boss mà chúng ta đánh ở trong nhiệm vụ The New War ấy Tóm lại là chúng ta sẽ gặp lại nó và tận nó Thế thì ác tròn này hàng tuần nó sẽ cho các bạn đi ba nhiệm vụ này 1, 2, 3 Và cuối cùng là các bạn sẽ giết được cái con ác của tuần đấy Và các bạn sẽ nhặt được cục xác gọi là cục đá từ người nó chúng tôi sẽ gọi thân thương là cục đá nhé thì ý là các bạn sẽ nhận được cục đá từ người nó thế thì uh, nếu mà ai chưa hiểu ấy thì hàng tuần chỉ đi được một nhát như thế này thôi và uh, những cái viên này này thì hàng tuần nó sẽ sẽ chắc chắn sẽ sẽ có tỷ lệ là ra viên tao phóc tao phóc là gì với viên thường là gì thì các bạn nhìn lên nhé, khi tôi dơ một viên đá thì hiện ra cái bảng thông báo bên trái này đấy cái bảng bên trái này nó ghi chữ tao phóc at cho nó sắc cả thì các bạn hiểu nôm na nhé Tau Fox là những cái viên được rèn ở hệ Tau được chế tạo từ hệ Tau. Ờ, nếu mà ai không hiểu hệ Tau là gì thì cốt truyện của game này ấy, là bọn Center đấy, bọn Centaur là nó được uh, chính xác Center là được Orokin chế tạo và Center được Orokin ứng sang hệ một hệ vũ trụ khác tên là Tau để nghiên cứu các hệ bên đấy và theo kiểu uh, gọi là hiểu lúc này thám hiểm hệ bên đấy nhưng mà vì một lý do khỉ họ có gáy gì đó mà đến giờ chúng ta vẫn chưa rõ thì bọn nó quyết định là à, bọn nó có trí thông minh chứ chính xác là bọn nó có trí thông minh và bọn nó quyết định là à, phải giết hết lũ orokin đi vì lũ orokin nó đã khai thác cạn kiệt hệ mặt trời rồi và nếu mà bây giờ để lũ orokin còn sống thì lũ orokin sẽ sang hệ tàu và à, gọi là hiểu nông na cũng sẽ ăn cạn kiệt hệ tàu và các hệ sau đó nữa thành ra là bọn senjun sau khi nó có tự tự nó có ý thức và tự nó có suy nghĩ như thế thành ra bọn senjun gọi là lại quay từ hệ tàu về hệ trái đất và đánh nhau với orokin và xảy ra cái cốt truyện trong cái game này thế thì Uh, tàu ấy những cái viên tàu Fox ấy những cái viên được chế tạo hệ tàu và những cái viên đấy sẽ mạnh gấp rưỡi như viên thường hàng tuần thì các bạn chơi nó sẽ tăng tỷ lệ lên ví dụ như tuần này các bạn chưa ra viên tàu ấy thì tuần sau các bạn sẽ được 20 tuần sau các bạn sẽ ra được 40 tuần sau các bạn vẫn chưa ra thì các bạn sẽ được tận 60 chưa ra nữa thì được 80 nói chung là nó cứ tăng dần phần trăm lên cho đến khi nào bạn ra được viên tàu rồi thôi nếu mà khi vào tuần nào mà nhỡ may các bạn được viên tàu Fox rồi ấy thì cái tỷ lệ này sẽ bị reset về mức gốc ban đầu ok đấy thành ra nếu mà ai á, chính xác là ai mà đen lắm ấy thì sau 5 lần gặp viên xanh này này có nghĩa là sau khi 5 lần đi cái con viên xanh này, này thì các bạn sẽ được viên tàu đó trong trường hợp bạn đen nhất đúng không đấy thì đó là cái để gọi là cái là một hình thức đảm bảo thế thì viên cái viên xác này, này, các bạn có thể kiếm viên thường nữa từ nhiệm vụ của thằng kha thực ra không phải nhiệm vụ của kha mà từ tiền của thằng kha thằng kha này là sau khi các bạn xong giờ new world các bạn sẽ có cái quét giờ veil breaker và khi các bạn hoàn thành quét veo rồi đấy thì các bạn sẽ có nhiệm vụ thẳng này hàng tuần và như ngoài nhiệm vụ chính hàng tuần ra thì trong nhiệm vụ chính đấy sẽ bao gồm 6 nhiệm vụ phụ tôi khuyên là các bạn nên hoàn thành tất thế thì đối với newbie thực sự sẽ rất là rất là quái hoa mà khó và cả đối với ai ở kiểu kỹ năng chơi nói thẳng à, nói nói ra hơi buồn nhưng mà kỹ năng chơi hơi kém một tí thì cũng sẽ hơi khó còn nếu mà ai kiểu chơi quen rồi hoặc làm quen rồi thật sự thì cái này chỉ mất khoảng 15 cho đến 30 phút là xong thôi còn ai ai có nhiều ai ai mà không quen nhiều khi đi cả tiếng ở đéo xong cơ thế thì mỗi tuần là một lần thì chỉ lên được một cấp của nó thôi thế thì sau sau năm tuần ấy thì các bạn sẽ mắc cấp của nó mắc cấp của thằng kha này và nó sẽ mở một cái shop nó sẽ mở hết ra như thế này và các bạn sẽ có một viên xác nằm ở cái vị trí con chuột của tôi lúc ấy tôi mua rồi nha không hiện đây nữa nhưng mà ở trong shop thằng này chỉ có xác thường thôi không có tao phóc ở đây đâu nhá ok thế thì một lưu ý một lưu ý khác ngoài lề đó là nếu mà ai muốn mua đồ của thằng k này nhá chẳng hạn như mua con tàu uh, chẳng hạn như mua cái vũ khí này vũ khí kia hoặc là mua cái con Stianak này thì ý của tôi ở đây là tôi khuyên các bạn nên mua những thứ các bạn cần trước bỏ qua tàu có nghĩa là mặc dù nó có bán tàu à, quên tôi nói nhịu nhịu sorry nhé có nghĩa là um, bỏ qua xác nhé bỏ qua cái cục đá xác uh, của archon ở đây có nghĩa là các bạn cứ mua hết những thứ bạn cần đi và mua cái cục đá đi cuối cùng nhé Chứ nếu mà các bạn cứ tuần nào cũng cố gắng mua cái cục đá ấy, thì cái lượng tiền thừa ra từ nhiệm vụ ấy nó rất là ít cái tiền này này thừa ra rất là ít thành ra là nếu mà các bạn cứ chăm chỉ mua đá nhá thì nhiều khi ba bốn tuần các bạn không thể mua nổi một món gì trong đống này thành ra tôi nói thẳng luôn ấy là các bạn muốn món gì trong đống này cứ mua nó trước nhịn cái viên xác uh, đi nhịn cái viên đá đi sau khi các bạn mua hết những thứ những thứ bạn cần trong shop thằng này rồi ấy, thì từ những tuần sau trở đi các bạn thoải mái mua đá uh, ok <laughs> Thế thì uh, uh, đó là hai nguồn để cho các bạn áp cho xác. Thế thì uh, dùng như thế nào? Cái áp chọn xác này này thì uh, nó có có ba viên thiên về ba xu hướng khác nhau. Uh, viên vàng là thiên về support, viên đỏ là thiên về sức mạnh và viên xanh thì thiên về uh, phòng thủ. Thì uh, có một điều ở đây ấy, đó là khi các bạn mới xong quét The New World ấy nó sẽ cho các bạn một cái segment, một cái anh hiểu câu nôm na là một cái thiết bị để ăn unlock cái gánh cho đấy. Tôi không như các bạn phải build nó có nghĩa sau quét the new world nó sẽ cho các bạn và các bạn phải build nó trong cái máy chế đồ trong tàu và các bạn đút vào đây sau khi đút vào đây xong ấy thì sẽ mở thêm một lựa chọn là trong xác này và cho các bạn gắn các loại đá thì mỗi loại đá có một sức mạnh riêng như 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 ở đây tôi tôi tháo tôi sẽ phải tháo ra một cái tạm thời tháo ra một cái đó đúng nhỉ cái này các bạn không sợ nhé có nên là các bạn gắn vào rồi các bạn hoàn toàn có thể tháo nó ra đây tôi cho con này ăn cái đã đây thằng H2 tháo này ra đây thì xác với sắc đỏ ấy, là thiên về sức mạnh ấy nó sẽ cộng cho các bạn chỉ số liên quan đến crit dam của vũ khí cận chiến sở tất chen của các loại vũ khí chính crit chen của các loại vũ khí phụ sức mạnh kỹ năng và sức mà uh, gọi là thời gian kỹ năng thế thì thường thường bên đỏ này mọi người hay sử dụng hai cái dưới thôi không ai sử dụng ba cái trên cả tại vì hiệu quả kỹ năng và thời gian kỹ năng nó quan trọng hơn vũ khí rất là nhiều ngoài ra nhé viên vàng là thiên về support đó là nó cộng nhiều energy khi các bạn mới xuất hiện. cái này này là khi các bạn vừa vào trận và phát là các bạn sẽ đầy bình energy luôn kiểu như thế. tóm lại là cái này là dành cho ai có muốn vào trận một phát đầy bình energy luôn là dùng cái này, còn không thì chẳng quan trọng. Ờ... cái này thì là cộng hiệu quả từ hết off có nghĩa là nhặt một cục máu sẽ được gấp đôi. còn cái này là cộng hiệu quả từ energy off thì hiểu nó nay là nhặt một cục máu sẽ được cộng thêm 1,5 lần, kiểu cộng thêm nửa của nó nữa. chẳng hạn như cả ngày nhặt hết ọp thì nhặt 25 sẽ được thành 50. Còn thằng này nhặt 25 sẽ được thành 37 chẳng hạn, 36 chẳng hạn. Thế ờ, này thì tăng tốc, độ cắt kỹ năng và cái này thì tăng tốc độ bay nhảy di chuyển các kiểu. Cái thì viên này thực ra ấy, mọi người hay sử dụng nhất ấy đó là thiên về hiệu quả của energy. Có nghĩa là ai cũng muốn nhiều energy để spam kỹ năng mà. Còn về vụ hết off rồi về vụ các cái thứ này thì không ai mấy ai cần. Mọi người chỉ quan trọng cái vụ mà hiệu quả của energy off với cả tốc độ cắt kỹ năng thôi vì một số con warframe cắt kỹ năng rất là chậm. Ngoài ra ấy, đến sắc xanh là thiên về phòng thủ thì nó gồm cộng máu, cộng siêu, cộng à, vạch energy tối đa cái vạch energy tối đa này hiểu là nó khiến cho cái bình chứa energy các bạn to hơn thôi nhá chứ nó không liên quan gì với cái số energy đang có nhá ví dụ như bạn đang có 100 energy đúng không thì các bạn luôn có 100 thôi nó chả ảnh hưởng đến bất cả trả qua nó tăng được cái lượng tối đa các bạn mang theo ví dụ như là giới hạn của nó là các bạn có thể mang theo tối đa là 800 energy chẳng hạn thì cái này chính là liên quan đến cái lượng tối đa các bạn có thể mang theo còn cái lượng hiện tại thì không liên quan gì đến nó nhé ok cái này là cộng giáp cộng giáp cái này là cộng hồi máu trên dây thì với cái viên phòng thủ này đa phần mọi người sẽ liên quan đến cộng máu và cộng giáp tại vì thực ra ấy, siêu ấy, siêu thì một nó không bền đa phần siêu góc vua phim không giúp con vua phim là sống thọ được với một số con vua phim mà theo kiểu bộ kỹ năng nó xoay quanh việc hồi siêu ấy thì siêu nó cũng chỉ là một hình thức phòng thủ chủ động thôi có nghĩa là các bạn dùng những cái kỹ năng liên quan đến siêu để tự phòng thủ thôi còn trong những cái phòng thủ có trong những cái pha gọi là các bạn không ngăn chặn được kẻ địch trong những pha các bạn bị kẻ địch bóp mà không thể tự xử lý được tình huống là các bạn siêu các bạn sẽ sập và lúc đấy ấy, cái thứ duy nhất ngăn bạn sống hay chết ấy, đó là kỹ năng của bạn kỹ năng người chơi ấy. và vạch máu vạch giáp vạch máu ấy, thì vạch giáp thì vạch máu sẽ được bảo vệ bởi vạch giáp có nghĩa là cái hết này, này sẽ được bảo vệ bởi armor này và cái công thức trong game này các bạn cứ nhớ chứ cứ 300 giáp nhé là tương đương một lần vạch máu nữa thành ra nhé ví dụ ví dụ tôi đút vạch uh, giáp vào đây các bạn nhìn nó bên phải kia tăng thành 300 giáp kia đúng không 300 giáp bên tay phải kìa thì vạch máu của tôi hiện giờ sẽ là 740 đúng không thì với 740 máu và 300 giáp ấy tôi chịu được là 1480 sát thương ừ, đấy tại vì 300 kia tương đương một lần vạch máu đúng mà thành ra là với với chỉ số như thế là tôi chịu được 1480 sát thương thành ra là dù nếu mà ai mà đi theo kiểu xu hướng phòng thủ ấy thì vạch máu với vạch giáp sẽ là lựa chọn hoàn hảo còn là vạch siêu thì không đáng vạch energy mắc này cũng xàm xí và cái hồi máu trên dây thì bây giờ rất nhiều thứ có hồi máu trên dây rồi thành ra là cái này nó cũng xàm xí nốt đấy đấy là những cái chỉ số hay dùng trên những viên sát thế thì dùng như bây giờ chúng ta đi sang cách dùng cách dùng là như thế nào cách dùng thứ nhất ý, là khuếch đại sức mạnh của kỹ năng cua phim có nghĩa là với những con một số con cua phim ấy nó kiểu nó có những cái thứ gọi là sức mạnh à, hiểu nôm na là nó nó hoàn hảo thì tôi tôi có thể nói là sắc sắc phim sắc phim nghĩa là mấy con cua phim kiểu ngớ ngẩn mấy con cua phim hoàn hảo một cách ngớ ngẩn luôn đấy thì với những cái con cua phim sắc phim đấy thì nó nó không cần một cái chỉ số gì cả kiểu build xong nó mạnh vãi đái rồi thì với những cái con đấy chúng ta chỉ cần đút thêm những cái thứ khuếch đại sức mạnh nó lên thôi ví dụ như cái ember này tôi chỉ cần bao giờ trang thôi nghe tôi cho nó đớp cả năm cái xác bao giờ trang để cho nó nện đam cho nó lớn còn lại nó chả cần gì nó thẳng nó chả cần gì kiểu thế Và ví dụ khác nhé ví dụ khác như chẳng hạn như là cái này phải sửa lại một tí thì tôi cũng đang định sửa mà tôi quên chưa sửa đây ví dụ khác chẳng hạn như là chỗ mang con châu ma này thực ra thì nó cũng nó nó quá khỏe rồi nó vừa trâu bò vừa đam to thì cái tôi ấy, tôi cũng sẽ đi đến gọi gọi là từ từ tôi cũng phải cho con này ăn đã tại vì mỗi khi tôi tẩy tẩy một cục đá nó hơi thốn cái chất này à một số điểm lưu ý tôi nói cho các bạn nào chơi chơi cái con heo mai ấy nhé cái con đang ăn đồ ăn này này thì các bạn nên cho nó những cái thứ nguyên liệu nào mà các bạn thừa nhiều ấy đừng cho nó mấy cái thứ ít ít nhiều Dubai bay không biết cho nó ăn ấy toàn cho nó ăn những cái thứ À, toàn nhầm new Bay không biết cho nó ăn đấy toàn cho nó ăn mấy cái thứ ít ít kiểu các ông đã ít rồi còn cho nó ăn nữa thì nó ăn hết mẹ tài nguyên các ông để cho nó ăn cái gì mà thừa nhiều thôi chẳng hạn nhìn trong cái đống này, này cái này thừa nhiều nhất chẳng hạn thì nó đất cái thứ này cái màu xanh này này là cho nó ăn sẽ được hiệu quả cao này cái màu xanh lá cây này còn cái thứ nào mà không có cái đấy thì cho ăn hiệu quả bình thường còn nó biến thành màu đỏ này là cho ăn hiệu quả thấp này thành ra khi khi cái gì đã biến thành màu đỏ rồi thì được không cho nó ăn nữa cho nó ăn cái nào mà mà màu xanh hoặc là không màu thôi đúng không đấy cho nó ăn xong thì ấn fit này cho nó ăn đấy kiểu thế thế thì bây giờ quay sang cái vụ xác nhá thế thì còn với cái con gọi là cái con chô ma này thì tôi phải tháo hai cái đã đây với vụ con chô ma này do nó cũng kiểu quá là mạnh rồi thì nó cái gì cũng có rồi nghe là thủ có rồi đam có rồi nghe tôi muốn kiểu kỹ năng của nó bộ kỹ năng của nó cho kiểu hiệu quả hơn ấy thành ra tôi đút cho nó ba xác bao giờ trang để giúp cho nó được kiểu cái cái sức mạnh gọi là tăng thêm thủ và tăng thêm đam nó đi ra nhiều bộ skin của nó đồng thời là tôi với cái kiểu với bảng build của tôi ấy, thì tôi gặp một cái vấn đề là duration của tôi nó chưa kiểu, chưa như mong muốn của tôi có thể đối với người khác là đủ tùng rồi nhưng đối với tôi thì tôi thấy chưa đủ chưa phù hợp với mong muốn của tôi thì tôi có thể đút thêm sát bao giờ, bao giờ duration tăng thêm hiệu quả thời gian kỹ năng cho nó chẳng hạn đấy 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 đấy, đấy 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 theo sở thích của tôi thôi còn ai thích thì cho nó năm sắc bao giờ trang cho nó mạnh nhất có thể luôn cũng được nhưng đây trong trường hợp này tôi dùng hai sắc duration với cả trang đấy đây vẫn là tiếp tục là một ví dụ liên quan đến kiểu khuếch đại kỹ năng của những cái, gọi là tăng thêm sức mạnh cho con những cái World Fame. ngoài ra nhé chẳng hạn như chúng ta sẽ có, có những cái con cũng kiểu là như là là à, gì nhỉ đấy, đấy đấy là một ví ví dụ thôi còn một ví dụ khác đối với nhỉ chẳng hạn như chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ khác là gọi là bù đắp điểm yếu cho vua phim thế thì vừa rồi là chúng ta sẽ đi nói đến là những cái con mà không có điểm yếu mà những cái con chỉ cần thêm sức mạnh thôi còn đây thì nó những con điểm yếu thế thì bây giờ nói đi hiểu nhiều, nhiều nhá chẳng hạn là tiêu biểu nhất trong cái những cái con tôi test ấy đó là miret miret là một con có đam rất là mạnh chính xác là đam rất mạnh bộ kỹ năng của nó cũng khỏe và theo kiểu tóm lại quái xe bác nó vẫn có thể cho ra bã nhưng mà cái mấu chốt của nó ấy là con Mirage là một con quá yếu. Có nghĩa là vạch máu, vạch siêu của nó và vạch giáp của nó. Có nghĩa là ba cái chỉ số liên quan đến sinh tồn của miret nó thuộc loại ừ, xếp xó theo kiểu đúng là kiểu kẻ địch nó chỉ cần dám một cái là Mirage cắm đồng lỗ đi mẹ luôn. Thế thì đây đây chính là mục tiêu biểu trong việc là tôi dùng năm cho nó, nó sát để theo kiểu cải thiện độ trâu bò nó tại vì cái con này nhá các bạn phải hiểu là nó yếu đến cái độ đây đây đây, đây để tôi tôi tâm sự thật sự là nó yếu đến cái độ mà các bạn chưa kịp kích hoạt cái gì liên quan đến phòng thủ bạn đã chết mẹ rồi chẳng hạn nhé nếu mà các bạn hơi trâu trâu thôi tôi không nói các bạn quá trâu nhé tôi các bạn chỉ cần hơi trâu trâu gọi là hơi chịu được một tí sát thương thôi thì các bạn có thể kích hoạt các cái móc liên quan đến phòng thủ chẳng hạn như móc adaptation hoặc là hơi trâu trâu thôi các bạn thì kích hoạt những cái aken aken guardian để nó cộng giáp cho các bạn có nghĩa là các bạn chỉ cần hơi trâu trâu lên một tí các bạn chỉ cần chịu qua qua vài sát thương thôi Là các bạn có thể lì đòn hơn các bạn hiểu ý tôi không nhưng mà đối với mirage con mirage này chưa kịp chịu cái gì cả nó yếu đến cái độ mà nó chỉ ăn một cái nó nằm mẹ luôn rồi thành ra là tôi đã thử rất nhiều kiểu build để tăng cái sự dẻo dai cho con này và nó vô vọng hết cho đến khi nó ra cái mấy cái xác này thế thì với con mi này này tôi bây giờ có thể mang nó đi xưa bác một cách vô tư mà đéo thằng là cần thằng bùi nào bảo kê tôi cả đó là đó là với cái bảng build này đồng thời là tôi cho nó thêm ba cái xác à, à, đâu nhỉ nhỉ ba cái xác amo một hai ba và hai xác máu cái này là tôi tôi tính nhé cái này các bạn đừng hỏi tại sao thế này tôi tính nhé có nghĩa là vẫn cái công thức vẫn cái công thức cứ 300 giáp thì bằng một là tương đương một lần vạch máu nữa các bạn hiểu không thì tóm lại là với cái công thức tôi tôi thấy cái này hiệu quả nhất theo sở thích của tôi còn ai thích có thể đổi thế thì tôi đấy tôi nâng vào cuối cùng là con uh, miret của tôi hiện giờ là đã có sẵn gần như gần như 900 máu và 600 giáp có nghĩa là nó dao động khoảng tầm Ba uh, uh, nó dao động tầm khoảng tầm uh, 2007 sát thương có nghĩa là con miret này phải ăn tầm 2007 sát thương hoặc vạch máu mới chết có nghĩa là cái cái mấu chốt ấy, cái mấu chốt ở đây ấy là với cái khoảng 2007 sát thương là vào vạch máu của con miret nó vẫn sẽ chết thôi. Nhưng mà cái 2007 là một lượng đam tương đối lớn và để cho gọi là từ lúc các bạn bị ăn đạo cho đến lúc bạn chết ấy là nó có nhiều thời gian để nó sống. Và khi có nhiều thời gian để sống để làm gì? Khi có nhiều thời gian để sống ấy nó sẽ kích hoạt được những cái thứ tôi bảo nó sẽ đủ để tích được cái adaptation này để kháng đam mà nó sẽ kích hoạt được những cái a cái, cái cái của Guardian này để giảm vạch cái sát gọi là giảm sát thương và vạch máu đúng không có nghĩa là theo kiểu năm cái sát này này mục đích mang tiếng nó liên quan đến tăng thủ và tăng máu như mục đích chính của nó là câu giờ câu giờ để cho những cái thứ khác trong cái bảng bill của tôi nó hoạt động đấy 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 là một trong những cách khắc phục uh, uh, điểm yếu ngoài ra nhé uh, điểm yếu khác chẳng hạn như là limbo limbo là một cái con cắt kỹ năng chậm vãi lìn thì các bạn có thể gắn cho nó những cái xác liên quan đến tốc độ cắt kỹ năng đấy để giúp nó cắt nhanh hơn kiểu cắt chậm vãi lòn luôn ấy thì hoặc là gara gara là một con rất là khó build tại vì gara là một cái con uh, nó cần uh, ai ai mà build một kỹ năng nhé ai mà build một kỹ năng có nghĩa là chỉ dùng một kỹ năng duy nhất đấy tôi không nói nhé tôi đang nói đến kiểu toàn diện về con gara con gara là một con toàn diện kiểu kiểu là nó khám lọ là chỉ số đéo nó cũng cần nó cần cả giảm energy tiêu thụ nó từ từ có điện thoại ờ uh. Uh, ra nghệ thoại tí tự thế thì ý là con gara này cái đéo thì cũng cần nó cần giảm cái energy tiêu thụ nó cần cả tăng thời gian kỹ năng nó cần cả phạm vi kỹ năng và nó cần cả sức mạnh kỹ năng nó là một cái con phim cần cả bốn cái thứ chỉ số đấy thành ra đéo thể nào móc cả ra hồn thành ra là tôi quyết định là hy sinh bớt một phần gọi hạt phần đi đó tôi hy sinh bớt cái phần energy tiêu thụ đi và tôi tập trung build vào cái phạm vi th thời gian và sức mạnh của kỹ năng cơ về phần energy tiêu thụ thì tôi khắc phục bằng điểm yếu tôi tạm thời đút cho nó hai cái xác vàng giúp tăng hiệu quả của energy off thì khi các mà nó nhặt được cục energy ấy, thì nó sẽ nhặt 50 sẽ được năm à quên chặt 20 sẽ à, cứ nói nhụy nhá nhặt 25 chứ chính xác là cứ nhặt 25 energy thì nó được thành 50 kiểu như vậy để khiến khiến cho ngoài cái ngoài kế lượng gọi là lượng energy nó nhặt vào ấy sẽ được gấp đôi lên làm như thế thì kiểu nó sẽ gọi là khắc phục cho tôi được phần nào về cái vụ energy tiêu thụ và tôi sẽ không cần phải quan tâm đến nó trong bảng build nữa như đã nói Tôi sẽ tập trung vào power range, power duration và power aim, gọi là power range kiểu như thế. Đấy, thành ra ấy không có một cái meta nào gọi là bắt buộc các bạn phải dùng xác gì, xác gì trên Warframe cả. Tất cả những cái xác này ấy, nó đều dùng để như đã nói, một là khuếch đại cái sức mạnh của con Warframe lên, hai là bù đắp những cái điểm yếu của con Warframe đấy đấy hiểu không thành ra là các bạn có ở mỗi bạn sẽ có phong cách chơi khác nhau và suy nghĩ logic riêng khác nhau và những cái viên xác này như nói là có thể tháo ra thì ra là các bạn cứ gắn thoải mái theo ý các bạn đi và khi nào các bạn thích các bạn tháo hết ra gắn là con khác nhá nhưng mà chính vì sự quan trọng của xác như thế và đặc biệt là tàu fork ấy chẳng hạn như hiện giờ tàu fork tôi đang gắn cho con nick thì ý là đâu con nick đâu nhỉ đây tàu fork là ký hình như thế này này tao phóc là hình của nó là kiểu có energy bay quanh này này Đây các bạn thấy không đấy nó khác hẳn những viên đá thường này sắc thường này thì tao phóc có energy bay quanh hiện giờ như là số tôi nó bị có duyên với bọn này sao hình như là tôi có tận 3 viên tàu phóc liên quan đến phòng thủ còn lại chả có viên tàu phóc đéo nào liên quan đến sức mạnh và viên tàu phóc nào liên quan đến kiểu support hỗ trợ cả đấy thì với những viên tàu phóc này nó mạnh gấp rưỡi viên thường cộng rất là nhiều như tôi tôi con nách này tôi đủ chỉ số giáp để đủ, nói chung là con nách của tôi nó đủ trang đủ giáp nó như đủ mọi chỉ số rồi tôi chỉ muốn nó trâu hơn thôi nha và tôi thích trên nách mà này tôi ốp cho nó tận 3 viên tàu fork liên quan đến máu nó lên được nghìn tư máu mà với cái đống đống amor đến từ đống giáp đến từ theo kiểu bộ kỹ gọi là những cái móc trên người con này và kỹ năng của con này thì thì mẹ đến một quýt cũng đéo chết được kiểu thế tôi muốn biến nó thành một cái cả vị thần bất tử theo đúng nghĩa con mẹ đây luôn đấy thì Đấy nhé. Thế thì đến đây tôi xin kết thúc cái video này. Tóm lại là tôi đây cái lý giải cho các bạn mấy chuyện tàu phóc là gì rồi. Kiếm như thế nào rồi. Và theo kiểu uh, sử dụng như thế nào cho hợp lý rồi. Nhưng mấu chốt nhớ cho kỹ nhé. Vẫn nằm ở chính các bạn thôi. Các bạn thích như thế nào thì hãy móc như thế. Ok. Bye bye.